Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 68. Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Bài tiếp theo, trang 78-79. Đó, như vậy thì trong cái chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số, chúng ta có 2 bài. Và đây là cái bài thứ 2. Được chưa? Rồi. Và như thường lệ thì lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài. Và bây giờ thì không linh tinh liên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đó, bài của chúng ta này. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với bài số 1 này. Thì yêu cầu mình tính 97 mà chia cho 2 này. Đó, vậy thì các em đã biết rồi. Đúng không? Đây là chia 2 chữ số cho 1 chữ số. Vậy thì 9 này chia cho 2 được mấy các em nhỉ? Được 4 này. 4 x 2 bằng 8. Chúng ta viết 8. Rồi, giờ 9 trừ 8 thì còn mấy? Còn dư 1, đúng không? Đó, ta hạ gì? Hạ số 7 xuống, lấy 17 chia cho 2 được mấy? Được 9 được không? 9, 2, 18 lớn hơn rồi, do vậy chỉ được 8 lần thôi. 8, 2, 10, 16, 17 trừ 16 thì còn mấy? Còn dư 1, đúng không? Như vậy phép chia này của chúng ta là còn dư gì? Dư 1, tức là phép chia có dư. Được chưa? Sang phép chia thứ hai, số 88 chia cho bao nhiêu? Chia cho 3. Vậy thì cũng giống như vậy, chúng ta sẽ lấy số thứ nhất là số 8 chia cho 3. 8 chia cho 3 được 2. 2 nhân với 3 thì bằng 6 nè. 8 trừ 6 còn mấy? Còn 2. Được chưa? Hạ số mấy? Hạ số 8 xuống nè. 2, 8 chia cho 3 thì được mấy? 7. 7, 3, 21. 8, 3, 24. 9 đúng không? Được 9 nè. 9 x 3 bằng 20, 27. 2, 8 trừ 27 thì cũng còn dư 1. Như vậy đây là phép chia có dư tiếp. Rồi, 93 chia cho 6. Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ chia từ trái sang. Lấy số 9 chia cho 3. 9 chia cho 3 thì chỉ được mấy? Một lần thôi. Xin lỗi, 9 chia cho 6 nhé. Được một lần. 1 x 6 thì bằng mấy? Bằng 6 nè. 9 trừ đi 6 còn dư mấy các em? Dư 3. Hạ gì số 3 này xuống nè. 33 chia cho 6 thì được mấy? 7, 7, 6, 4, 2 không được. Chỉ được mấy đây? 5 thôi. 5 x 6 là 3. 30. 33 mà trừ 30 thì còn dư mấy các em? Còn dư 3. À, như vậy phép chia này là phép chia có dư tiếp, là dư 3. Rồi, tiếp theo 87 chia cho 7 này. Cũng chia từ bên tay trái sang này. 8 chia cho 7 được 1. 1 x 7 bằng 7. 8 trừ 7 thì còn dư 1. Hạ 7 xuống. 17 chia cho 7 thì chỉ được mấy? 3, 3, 7, 21 lớn hơn rồi, chỉ được mấy lần thôi? 2 thôi. 2 x 7 là 10, 14. Rồi, 17 trừ 14 thì sẽ còn mấy? Còn 3. Vậy thì đây là phép chia có dư, tức là dư 3. Được chưa? Xong nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 2. Bài số 2 họ cũng cho mình 4 cái phép chia như thế này. Vậy thì các em có thể dừng video, các em tự làm. Sau đó chúng ta sẽ so sánh kết quả với thầy nhé. Rồi, chúng ta có phép chia thứ nhất nè. 85 nè. 8, 5 chia cho 2 nè. Đó, các em kẻ chia cho 2. Được chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ lấy từ bên trái sang. 8 chia cho 2 thì được mấy các em nhỉ? Được 4 lần thôi. 4 x 2 bằng 8 nè. Kem dùng thước kem kẻ nha. 8 trừ 8 thì bằng 0 nè. Hạ số mấy xuống? Hạ số 5 nè. 5 chia cho 2 thì chỉ được mấy lần? Được
2 thôi đúng không? 2 nhân với 2 là 4 nè. Được chưa? Rồi. Vậy thì 5 trừ đi 4 thì còn mấy? Còn 1. Như vậy đây là phép chia có dư và còn dư là 1. Được chưa? Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ đến với phép chia thứ 2. 99 nè. Chia cho 4 nè. Chia cho 4. Đó. Được chưa? 9 chia cho 4 được 2. 2 nhân 4 thì bằng 8. 9 trừ 8 thì bằng mấy các em? Bằng 1. Hạ gì 9 xuống ta được số 19. 19 chia cho 4 thì chỉ được 4 lần thôi. Nếu được 5 thì lớn hơn rồi, 5 4 20 đúng không? Thì 4 nhân 4 là 10, 16. 19 trừ 16 thì sẽ còn dư 3. Vậy đây là phép chia có dư là dư 3. Rồi. Tiếp theo. 87 chia cho 5. Đó, các em cứ đặt phép chia và so sánh kết quả với thầy nha. Đó, chia cho 5 nè. Ta cũng lấy số đầu tiên là 8 chia cho 5 thì được 1. 1 nhân 5 bằng 5. Chúng ta viết 5. 8 trừ 5 còn dư 3. Hạ số 7 xuống. 37 chia cho 5 thì được mấy? Được 8 không? 8 năm là 40 rồi, chỉ được 7 thôi. 7 nhân 5 là 30, 35. Vậy thì 37 trừ 35 sẽ còn dư mấy? Dư 2. Đó. Xong nha. Rồi, phép chia cuối cùng. 77. Các em chia cho 3. Bảy chia cho 3 thì chỉ được 2. 2 nhân 3 là 6. 7 trừ 6 còn dư 1. Hạ số 7 xuống. 17 chia cho 3 thì được mấy? 5. 5 3 15. 6 3 18 lớn hơn rồi, chỉ được 5 lần thôi. 5 nhân 3 là 10. 15. 17 trừ 15 thì còn dư mấy nhỉ? À, dư 2. Vậy thì đây là phép chia có dư. Đó là dư gì? Dư 2. Được chưa? Xong nhá. Giờ chúng ta sang bài số 3. Bài số 3 họ cho mình một cái bài toán như sau. Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng. Có nè. 34 con thỏ nè. Đó. Và 34 này nhốt vào các chuồng. Mỗi chuồng có không quá 6 con. Đó, tức là nhốt vào chuồng này. Mỗi chuồng không quá 6 con. 6 con vào một gì? Một cái chuồng. Đó, và người ta hỏi là có thể cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ. Tức là cần ít nhất nè. Cần ít nhất là bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ, đúng không? Đó, chúng ta chú ý đây là phép tính có dư đấy nha. Đó, vậy thì giờ chúng ta sẽ trả lời thôi. Số chuồng 34 con này, mà một chuồng thì họ chỉ cho là gì? Không quá 6 con, tức là chỉ được 6 con thôi. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 34 chia cho 6 nè. Đúng không? 3 này không chia 6, phải lấy 2 chữ số 30, tức là 34 này. Vậy thì là 30 chia 6 sẽ được 5. 5, 6 là 3, 30 còn dư mấy? Dư 4 con nhá. Đó, vậy thì số chuồng này sẽ là 5 chuồng và còn dư 4 con. 4 con này thì phải thêm một gì? Một cái chuồng nữa để nhốt 4 cái con này. Hiểu chưa? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời nè. Ta sẽ có này. Ta có phép chia trước này. Ta có nhá. Ta có nè. 34 chia cho 6. Chia cho 6 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 5 và dư 4 đúng không? Đó.
bằng 5. Và dư mấy? Dư 4 à. Đó, vậy thì từ cái này, từ cái phép tính này thì chúng ta thấy này, bởi vì sao một chuồng thì có 6 con. Do vậy thì chúng ta sẽ trả lời số chuồng. Số chuồng gì nhỉ? Là 5 chuồng. Và còn dư mấy? Và còn dư 4 con thỏ, đúng không? Số chuồng ở đây chúng ta sẽ được là 5 chuồng này. 5 chuồng rồi. Và dư mấy? Dư 4 con. Dư 4 con thỏ. Vậy thì 4 con thỏ này phải cần thêm gì? Cần thêm một cái chuồng nữa. Nên cần thêm một gì? Một chuồng nữa. Được chưa? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời, vậy số chuồng cần ít nhất là, được chưa? Vậy số chuồng, ở đây thầy lập luận là nó chặt nên là hơi dài, hơi dài dòng một tí. Có thể giáo viên các em sẽ lập luận ngắn gọn hơn. Có thể họ chỉ lập luận như thế này thôi. Số chuồng cần ít nhất là thôi. Ít nhất là mấy? 5 cộng với 1 bằng gì? Bằng 6 chuồng. Đó. Tức là giáo viên của em có thể chỉ cần làm phép chia này xong. Sau đó đến là gì? Số chuồng cần ít nhất là thôi. Đó. Tuy nhiên thì thầy làm cho các em nắm được bài thì các em quan sát. Được chưa? Vậy thì đáp số đây, số chuồng kiện ít nhất là 6 gì? 6 chuồng để nhốt hết 34 con thỏ vào đây. Xong nhá. Rồi chúng ta sang cái bài số 4 nào. Bài số 4 thì yêu cầu mình là vẽ cái hình tam giác ABC và có một góc vuông. Vậy thì trong cái bài dựng hình của chúng ta đã nắm rồi đúng không? Để vẽ được một góc vuông, ta phải dùng cái eke, đúng không? Trước hết thầy sẽ chỉ cần vẽ một gì? Một cái đường, tức là một cạnh của gì? Của cái hình tam giác đó. Được chưa? Vậy thì thầy có thể vẽ ở bên dưới này hoặc bên trên này tùy theo. Được chưa? Miễn làm sao? Miễn làm sao là gì? Thầy đặt được một góc vuông. Vậy thì muốn đặt góc vuông thì chúng ta sẽ đặt eke của chúng ta trùng với góc. Tức là gì? Trùng với cái điểm này. Đó. Sau đó đặt dọc cái thước eke này theo gì? Một cạnh của thước dọc theo cái đường thẳng cho trước, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm ở cái cạnh còn lại và chúng ta gì? Kẻ thôi. Chưa? Vậy thì góc này sẽ là gì? Góc vuông. Sau đó chúng ta sẽ nối các cái điểm lại. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ được một hình tam giác có gì? Một góc vuông. Và hình tam giác này là hình tam giác A B C. Được chưa? Xong nhá. Vậy thì góc vuông là góc này. Và ở đây thì chúng ta sẽ ký hiệu đây là góc vuông nha. Đó, đây gọi là góc vuông đó. Xong. Sang bài số 5 nào. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Đồng hồ chỉ, đó, chúng ta có cái đồng hồ đây. Vậy chúng ta xem cái đồng hồ nó chỉ mấy giờ thôi, đúng không? Đó, vậy thì nhìn vào đây ai cũng biết đồng hồ chỉ mấy giờ. Kim ngắn này, chỉ qua số 6. Kim dài chỉ số 4 này. Vậy chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4. Tức là 5, 10, 15, 20. Vậy thì sẽ là 6 giờ gì? 6 giờ 20. Vậy thì 6 giờ 20 phút, đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án nào là 6 giờ 20 phút chúng ta khoanh. Đáp án gì? Đáp án C. Được chưa? Rồi, xong nhá. Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 68. Và các em nhớ hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp, trong trường nha. Rồi, tạm biệt các em.